Xin chào các bạn đến với kênh Linh Miêu Tarot. Hôm nay chủ đề của chúng ta lại là dự đoán năng lượng tuần mới từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021. Ở đây các bạn có 3 tụ bài. Tụ bài thứ nhất là hình vẽ cho lá The Fool, chàng khờ. Tụ bài thứ hai là hình vẽ cho lá The High Priestess, nữ tu. Và hình vẽ thứ ba là hình vẽ cho lá The Magician. The Magician là nhà sáng tạo, chế tác à? Mình đột nhiên mình quên mất cái chữ tiếng Việt của nó rồi, nhưng mà đại loại là một người rất là quyền năng ha. Thì các bạn hãy chọn cho mình một trong ba tụ bài mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ bài thứ nhất, lá The Fool. Hello, các bạn đã đến với tụ bài thứ nhất The Fool với chủ đề năng lượng tuần mới từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021. Trải bài hôm nay của chúng ta sẽ có các lá như sau: Three of Cups, ba ly ngược, Seven of Swords, bảy kiếm, Ten of Cups, 10 ly, Wheel of Fortune, ngược, Page of Cups, 10 hầu ly ngược, và Ace of Swords, một kiếm. Các lá bài tiên tri thì chúng ta có Bucket, Delight, Flame, Comfort và Heart, Passion. Đối với tụ bài này, mình thấy rõ ràng nhất trong năng lượng tuần mới từ ngày 24 đến 30 tháng 5 của các bạn đó là một sự chuyển biến tích cực ở trong cảm xúc, ở trong các mối quan hệ của các bạn. Đó là một chuyển biến rất là tích cực, dù cho mối quan hệ đó là ở khía cạnh là công việc, gia đình, tình cảm hay bạn bè, thì nó cũng là một cái chuyển biến tích cực. Giống như trước đây á, thì cái mối quan hệ này của các bạn nó chỉ dừng lại ở việc là đúng vui chơi, tụ họp, kiểu nó theo một cái hướng giống như là bè phái nhiều hơn là tình bạn hoặc là tình cảm thật sự. Thì nay nó đã được gọi là được nâng tầm, level up lên một tầm cao mới. Hoặc những bạn độc thân nha, tại vì ở đây mình thấy cái đầu tiên mà sau khi trải bài trải ra thì mình thấy nó lại về năng lượng về công việc, về tình cảm, cho nên mình sẽ đọc trước cái năng lượng tình cảm. Đó là ví dụ như các bạn độc thân ở đây thì trước đây ví dụ như là các bạn đang ở trong quá trình thời kỳ độc thân, các bạn hay đi chơi, hay tụ tập bạn bè, hay hội họp nhóm bạn, họp nhóm này nọ, vui chơi ca hát với ngày tháng đại loại vậy. Thì bỗng nhiên đến một ngày đùng một phát có một người ta nói là người ta thích bạn, hoặc là người ta chưa nói nhưng mà bạn cảm nhận được là người ta thích bạn, và bạn bắt đầu cảm thấy rất là sợ hãi. Bạn cảm thấy rất là nói sao ta, bạn không sẵn sàng cho một mối quan hệ như vậy, bạn chưa sẵn sàng để bước vào trong một mối quan hệ tình cảm với một người, mặc dù bạn cũng có tình cảm với người đó. Cái lá Page of Cups ở đây cho thấy nè, rõ ràng là tình cảm này là tình cảm hai chiều, bạn có tình cảm với người đó cũng có tình cảm với bạn, nhưng mà bạn chưa sẵn sàng và bạn có vẻ là giống như là khi mà không gặp hoặc là không tương tác với người ta thì cảm thấy rất là nhớ nhung, rất là xa xuyến. Nhưng mà đến khi mà người ta tương tác lại với bạn và người ta nói chuyện với bạn, bắt chuyện với bạn, thì bạn lại sợ hãi, bạn bỏ trốn, bỏ chạy, bạn trốn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện đó, bạn không nhận lời những cái cuộc hẹn đi chơi, hay là nói chung là bạn sợ hãi, bạn bỏ chạy. Ví dụ như đi chơi với đám bạn thì đi, còn mà đi riêng hai người, người ta rủ đi riêng hai người thì bạn lại không đi, đại loại như vậy. Tại vì bạn có một cái sự ngần ngại, bạn có một tổn thương ở trong quá khứ, và cái tổn thương này nó khiến cho bạn không hiện tại bạn không muốn bắt tay hoặc là không muốn dấn thân vào bất kỳ một mối tình cảm nào hết, mặc dù cái tổn thương nó theo như mình thấy thì nó đã qua lâu rồi, nó đã đi qua cái chu kỳ của tổn thương rồi, và bây giờ là một hành trình mới nên phải bắt đầu, nhưng mà bạn vẫn chưa sẵn sàng. Cái lá bảy kiếm ở đây cho thấy bạn vẫn chưa sẵn sàng và bạn cảm thấy bạn cứ muốn trốn tránh sợ hãi. Nhưng mà ở đây cũng cho thấy
cái người mà họ theo đuổi bạn là một người nhạy cảm, tinh ý, và họ có nỗ lực, họ nỗ lực theo đuổi bạn, và chính cái sự nỗ lực và cái sự gọi là cái người này cũng cũng có thể nói là một người khá là sáng tạo và một người truyền cảm hứng cho người khác. Cho nên khi mà bạn nói chuyện với họ thì bạn cảm thấy an tâm được hơn phần nào, và bạn cảm thấy là có thể maybe cái câu chuyện này nó sẽ có một cái khởi đầu khác, nó sẽ có một cái kết thúc khác, nó sẽ là một cái hành trình khác mà bạn bắt đầu muốn thử. Trong năng lượng tuần mới thì chưa thấy là bạn sẽ đắm chìm vào trong đó quá nhiều, nhưng mà bạn cũng đã phần nào bớt đi cái sự sợ hãi, bớt đi cái sự trốn tránh, và bạn đã bắt đầu dần chấp nhận cái người đó, dần chấp nhận cái việc mà mình sẽ có thể trong tương lai ngắn mình sẽ bước chân vào một mối quan hệ tình cảm. Thì đó là cái năng lượng tình cảm ha. Còn nếu mà nói về năng lượng mà vấn đề công việc, đồng nghiệp, thì có thể nói là trước đây thì mọi người chơi với nhau kiểu bằng mặt không bằng lòng, hoặc là chơi với nhau theo một cái tâm thế gọi là chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng mà dạo gần đây á, thì mọi người đã gắn kết và thân thiết với nhau hơn, và mỗi người đều có một cái sự cố gắng nỗ lực hơn để cho cái việc xây dựng vun đắp mối quan hệ của mọi người với nhau. Hoặc là về tình cảm gia đình, thì có thể trước đây bạn là một người không có gần gũi với gia đình, sống xa gia đình, không có ở chung với gia đình, nhưng mà dạo gần đây có thể là do dịch Covid hay gì đó chẳng hạn, và bạn phải về nhà thường xuyên hơn để đảm bảo an toàn, bạn phải work from home, bạn phải ở nhà, thì bạn có thời gian dành cho gia đình mình nhiều hơn. Trước đây thì bạn thấy cái việc mà ở nhà với gia đình cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là khó khăn, rất là không thích, bạn không thích cái việc ở nhà với gia đình. Nhưng mà trong cái giai đoạn này, trong cái thời điểm này, thì cái việc ở nhà lại mang lại cho bạn một cái suy nghĩ mới, một cái cảm xúc mới. Đi cái đó Ace of Swords, nó cũng thể hiện một cái suy nghĩ, một cái sự gọi là khai phóng về trí tuệ, sự đột nhiên bạn cảm thấy thay đổi về mặt nhận thức của mình, thì bạn cảm thấy là thì đã ở nhà nó cũng không tệ đến vậy. Và mình đã đến tuổi, không phải đến tuổi mà là mình nên dành thời gian ở nhà nhiều hơn, với gia đình mình nhiều hơn, để vun đắp cái gia đình của mình. Thì đó là cái năng lượng về các mối quan hệ bạn bè hay gia đình, thì nó cũng tương tự kiểu như vậy. Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thì nó chung cái năng lượng như vậy, nghĩa là trước đây thì bạn cảm thấy là nó không có vui, bạn không thích, bạn né tránh những mối quan hệ đó. Nhưng mà bây giờ thì khi mà bạn có một sự chuyển biến, khi mà bạn dành thời gian hơn, bạn ở bên những người đó nhiều hơn, hoàn cảnh bắt buộc bạn phải ở bên những người đó, phải tương tác với những người đó nhiều hơn, thì bạn lại dần nhận ra những cái điểm tốt đẹp trong họ, và bạn dần nhận ra sự tích cực trong cái mối quan hệ này. Thì đó là chung về cho các loại đồng nghiệp, bạn bè và gia đình ha. Rồi còn nếu mà xét về trên cái khía cạnh gọi là công việc đi chẳng hạn, thì có thể thấy là cái dự án này trước đây nó bị trì trệ lại một khoảng thời gian khá là lâu, và làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà dạo gần đây thì đã có những cái tiến triển tốt đẹp trong cái dự án này. Có một ý tưởng mới được lập ra, có một cái hướng đi mới được đưa ra, và nhờ đó mà mọi người có thể thấy được một cái outcome khả dĩ, tức nghĩa là có khả năng sẽ thành công với lại cái hướng đi và cái ý tưởng mới đó. Thì đó là về khía cạnh công việc của các bạn. Rồi còn ba lá dự đoán, ba lá tiên tri thì cho thấy rằng trong tuần từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 sẽ có một điều bất ngờ nho nhỏ. Các bạn sẽ nhận được một điều bất ngờ nho nhỏ, một món quà, mà món quà này có thể là tinh thần hoặc là món quà vật chất, đều có thể nha. Nghĩa là nó sẽ là một điều bất ngờ nho nhỏ mà khiến cho bạn cảm thấy rất là thoải mái và rất là enjoy the life, làm cho các bạn cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, làm cho cuộc sống bạn thấy cuộc sống của bạn muôn màu hơn. Ví dụ như nếu đó là crush thì chẳng hạn như là crush
của bạn tặng cho bạn một món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh, handmade, maybe, hoặc cũng có thể đó, nếu đó là gia đình của bạn thì có thể đó là một bữa ăn đầm ấm cùng với nhau trong gia đình mà có đầy đủ tất cả các thành viên, hoặc cũng có thể là người yêu của bạn nấu cho bạn một bữa ăn, hoặc cũng có thể là một bó hoa, hoặc cũng có thể là tin nhắn từ một người bạn phương xa lâu ngày đã không tương tác, đại loại là một cái điều bất ngờ, một cái một món quà có thể là vật chất, có thể là tinh thần nhỏ thôi nhưng nó mang lại cho bạn sự bất ngờ và nó làm cho bạn cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn và trân trọng cuộc sống hơn. Thì đó là năng lượng của tụi bài thứ nhất ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy đúng với trường hợp của mình thì hãy like và comment dưới phần bình luận giúp mình nhé. Nếu các bạn muốn có trải bài riêng cho bản thân thì tương tác với mình qua kênh Instagram Linh Miu Tarot. Còn các bạn chưa subscribe thì ghé quang qua rồi hãy vui lòng cho mình một chiếc subscribe nào, còn chần chừ gì nữa. Vậy nha, chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Bye bye. Hi, xin chào các bạn đến với tụ bài thứ 2, The High Priestess. Chủ đề là năng lượng tuần mới từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021. Trải bài của chúng ta có các lá như sau. Đầu tiên là Page of Swords, người hầu kiếm, ngược. The Tower, ngược. Two of Pentacles, hai xu. Chúng ta có lá ba kiếm. Chúng ta có lá nữ hoàng cốc. Chúng ta có lá kỵ sĩ gậy, ngược. Các lá tiên tri thì chúng ta có The Pack Communal, Anchor, Gold và Star Notion. Tụ bài thứ hai này cho mình thấy rõ về một sự rời đi trong, không phải là trong tuần từ ngày 24 đến 30 thì các bạn sẽ rời đi đâu, có thể bây giờ các bạn đã rời đi khỏi một nơi chốn hay là một mối quan hệ rồi, các bạn đã rời đi khỏi đó rồi, và hiện tại thì trong tuần từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 thì các bạn đang tìm kiếm một nơi chốn mới hoặc một mối quan hệ mới. Thì ở đây mình nhìn thấy cái trải bài nó cũng có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây mình thấy nó nghiêng về nghĩa công việc nhiều hơn, giống như là các bạn vừa mới nghỉ việc ở một công ty hoặc là vừa mới quyết định nghỉ việc ở một công ty và các bạn đang tìm kiếm cơ hội mới, những công ty mới, những công việc mới. Ở cái công ty cũ, nơi cũ mà các bạn đang làm ấy, thì mình thấy nó có một cái sự drama, nó có một cái việc là người này người kia bè phái, không bằng lòng với nhau, hoặc là bè phái không bằng lòng với nhau, hoặc là drama nó xấu sau lưng nhau, hoặc là mọi người không cởi mở trong mối quan hệ với nhau, không yêu thương, không đón nhận nhau, không giúp đỡ nhau, những người đồng nghiệp chân thành mà giống như là tao với mày đang ngồi cùng một chỗ làm việc thôi, không có liên quan gì nhau cả. Đại loại nó không có mang một cái nguồn năng lượng tích cực giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công việc. Và bạn thì lại là một người khá là thiên về sáng tạo, thiên về cảm xúc. Bạn có một cái nhu cầu rất lớn trong việc thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Nó giống như là một cái nhu cầu giao tiếp á. Thì mình thấy giống như giao tiếp nó là một cái nhu cầu cơ bản của bạn, và bạn đi làm thì bạn rất mong muốn tha thiết làm ở trung tâm với những người mà vui vẻ, hòa đồng, mọi người giúp đỡ, yêu mến lẫn nhau chẳng hạn, thì đó là cái nhu cầu rất là bức thiết của bạn. Nhưng mà ở cái công ty này thì lại không được như vậy, mọi người không thực sự support lẫn nhau, họ lại có drama, có cái này cái kia, đại loại là làm cho bạn cảm thấy mình bị cô đơn, bị lạc lõng, bị giống như là mình không thuộc về cái nơi chốn này, và đó là lý do mà bạn đã quyết định rời khỏi cái công ty đó. Thì trong cái thời gian này á, thì bạn đang điên cuồng tìm việc ở một công ty mới, mặc dù bạn chưa biết là nên làm gì tiếp theo, nên làm công việc như thế nào tiếp theo.
mình thấy ở đây đa phần là những người trẻ, những người mà chưa có kinh nghiệm đi làm nhiều luôn ấy, nghĩa là các bạn cũng chưa thực sự biết là mình sẽ làm nghề gì, việc gì và mong muốn làm ở lĩnh vực nào, cho nên các bạn đang kiểu phân vân giữa các lựa chọn, phân vân giữa các lĩnh vực, phân vân giữa các công ty, cho nên bạn đang gọi là điên cuồng apply hồ sơ CV chẳng hạn, hoặc là bạn đang nói chung là đang trong một cái tình trạng gọi là có một chút do dự, hoặc nếu mà bạn đã có đường đi cho mình rồi á thì bạn cũng phân vân không biết thật sự là cái hướng đi đó nó có thật sự phù hợp với mình hay không, hoặc là mình có gắn bó dài lâu với lại hướng đi đó hay không. Thì đó là cái năng lượng từ ngày 24 đến 30 của các bạn. Thì nếu mà mình nhìn về hình ảnh của lá bài nha, các bạn sẽ thấy giống như cô này thì cổ chuẩn bị mang nhảy lên khinh khí cầu đi bay lên không trung, nhưng mà xui quá lên trên không trung thì lại gặp sấm chớp đùng đùng, đây sấm chớp, đây sấm chớp, đánh cái đùng một phát thì cổ rơi xuống biển và trở thành một người sống trên đảo hoang và sống nhờ vào nước mưa, của những trận mưa ở ngoài biển cả, mà thường những trận mưa ở ngoài biển cả thì rất là lớn và dữ dội. Nhìn cô rất là khổ sở, đại loại là khi mà bạn đến ở công ty cũ á, bạn đã có rất là nhiều kỳ vọng, rất là nhiều mong ước, nhưng cuối cùng bạn đã không thực hiện được ở nơi chốn đó, và cuối cùng bạn phải rời đi và bạn mong muốn bắt đầu lại từ đầu cái hành trình của mình. Và cái trải nghiệm ở công ty cũ nó làm cho bạn cảm thấy gọi sao ta, nó làm cho bạn cảm thấy bị gọi là tổn thương thì cũng không phải, nhưng mà kiểu giống như là làm cho niềm tin của bạn bị sụp đổ vậy á, làm cho niềm tin, làm cho thế giới quan của bạn bị sụp đổ một phần nào đó. Thì ở đây là bạn nó cũng có nói là bạn bạn nên tiếp tục vững tin vào những cái giá trị thật sự của mình và của những người tốt xung quanh, không nên vì những cái tình huống xấu, gọi là vì con sâu mà làm rầu nồi canh, không nên vì những cái tình huống xấu đó diễn ra mà lại làm cho mình phật lòng ha. Thì đó là năng lượng cho những bạn mà gọi là đi làm công việc. Về mảng công việc thì cũng có thể thấy được một cái năng lượng như là một cái dự án, khi bạn bắt đầu một cái dự án mà cảm thấy rất là hào hứng, nhưng cuối cùng cái dự án nó lại không mang lại những cái không mang lại những cái điều mà bạn mong cầu, bạn mong muốn ở cái dự án này, và bạn cảm thấy rất mệt mỏi khi vẫn phải theo đuổi cái dự án này, và cuối cùng bạn quyết định là rút khỏi dự án hoặc là cancel dự án, không thực hiện dự án nữa, và bắt đầu thực hiện một dự án mới. Thì đó cũng là một cái khía cạnh về công việc. Trải bài thì có rất là nhiều ý nghĩa, các bạn xem và nghĩ về cái năng lượng nào phù hợp với mình nhất thôi ha. Về vấn đề quan hệ tình cảm cũng có nữa, giống như bạn vừa mới rời khỏi một mối quan hệ vậy đó. Mình không nói là các bạn rời khỏi một người, mà mình nói là các bạn rời khỏi một mối quan hệ. Ví dụ như trước đây hai người là bạn thân với nhau, có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ buồn vui, nỗi buồn, và bạn rất là tin tưởng người này. Nhưng mà sau một thời gian thì bạn phát hiện là người này có những cái sự lừa dối mình. Không phải là lừa dối để mà làm, không phải là theo kiểu mà lừa dối để trục lợi hay lừa dối để làm hại, mà đại loại là bạn sống như bạn chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại mình hết hồn á, kiểu vậy á, kiểu là người ta không có chân thành với bạn như cái cách mà bạn chân thành với họ. Thì khi mà bạn phát hiện ra cái điều đó thì bạn cảm thấy rất là đau buồn, và bạn quyết định là không tiếp tục thân thiết với cái mối quan hệ này nhiều như vậy nữa, và bạn tiếp tục cái hướng đi mới của mình, giống như là bạn sẽ có một mối quan hệ với một người khác. Mối quan hệ đây rất là nhiều nghĩa nha, có thể là tình cảm yêu đương, cũng có thể là bạn bè, cũng có thể là đối tác, đại loại là như vậy. Thì cái mối quan hệ cũ nó không có phục vụ cái nhu cầu của các bạn, không phải là không phục vụ nhu cầu của bạn, mà là cái mối quan hệ cũ nó không có chân thành, nó không có mang lại cho bạn những giá trị mà bạn mong muốn, và bạn đã cho đi, bạn cho đi cái gì thì bạn mong nhận lại được cái đó, nhưng cái mối quan hệ cũ thì nó đã không cho bạn được cái điều đó, cho nên là bạn đã quyết định là ngừng cái mối quan hệ này và gọi là bắt đầu cái sẽ gọi là tìm một cái nơi, không phải nơi chốn, mà tìm một con người khác, tìm những người nào mà đáng tin hơn, đáng tin cậy hơn, chân thành hơn,
đáng mến hơn, đáng quý hơn để mà bạn trao đi cái sự chân thành của bạn. Thì nó là như vậy ha. Ba lá tiên tri ở đây thì cho thấy là trong tuần từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 có thể các bạn sẽ tìm được cái mà các bạn đang tìm kiếm, thì các bạn sẽ tìm thấy được ở một nơi công cộng. Dịch thì mình không khuyến khích các bạn đi ra nơi công cộng nhiều đâu ha, nhưng mà cái lá bài tiên tri ở đây nó cho thấy là nói chung là nó không phải là ở một nơi riêng tư, mà giống như là bạn phải đi ra ngoài, bạn giao tiếp với người này người kia, bạn gặp gỡ người này người kia thì bạn mới tìm thấy được cái điều mà bạn mong cầu. Ví dụ như bạn đang đi tìm công việc mới đúng không, thì bạn đi đến một cái workshop, hoặc là bạn đi đến một không phải là đi đến một cái offline đâu nha, maybe là có thể workshop online chẳng hạn, vì bây giờ đã đang là thời điểm dịch rồi. Nhưng mà có thể là bạn đi đến một cái workshop online, hoặc là bạn đến một cái lớp học, bạn học một cái điều mới và bạn gặp những con người mới, và ở đó có những cái họ họ giới thiệu cho bạn những cái mới, họ giới thiệu cho bạn công việc mà bạn yêu thích. Hoặc là nếu mà các bạn có đi phỏng vấn trong tuần từ ngày 24 đến 30 thì mình thấy khả năng thành công rất là cao nha. Đối với những bạn mà có đi phỏng vấn từ ngày 24 đến 30 thì thấy khả năng thành công rất là lớn. Rồi ví dụ như đối với những bạn mà tìm mối quan hệ mới thì vô tình một ngày đẹp trời các bạn đi đến một cái nơi nào đấy, một cái nơi mà có đông người, bạn tham gia một cái hoạt động mới, đi tình nguyện, hoặc là nói chung là làm một cái việc gì đó ở một nơi đông người, có thể là offline có thể là online, nhưng mà nó có cái sự tụ họp của nhiều người, nó có sự public đó, thì bạn sẽ tìm được cái điều mà mình đang tìm kiếm. Nó có thể là một mối quan hệ mới, có thể là những con người mới chân thành hơn, tốt hơn, hoặc là có thể là cơ hội việc làm mới, tất tần tật đều có thể xảy ra. Và trong tuần từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 thì đó là trải bài của các bạn tụ hai ha. Nó cũng có đa nghĩa, rất là nhiều ý nghĩa, rất là nhiều trường hợp trong đây mà mình không thể một lúc mà mình đọc hết được. Thì nếu mà các bạn thấy năng lượng nó có vẻ đúng đúng với bản thân thì hãy like và comment dưới phần bình luận giúp mình, nếu các bạn muốn coi rõ hơn về tình về câu chuyện cá nhân của mình á, thì hãy liên hệ với mình qua kênh Instagram để có trải bài cá nhân. Kênh Instagram của mình là Linh Miu Tarot luôn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của Linh Miu Tarot thì mời các bạn hãy cho mình một subscribe để xem những video khác và xem những video sau này ha. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Bye bye. Hello hello. Các bạn đã chọn tụ bài thứ ba, The Magician, chủ đề là năng lượng tuần mới từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021. Trải bài của chúng ta hôm nay có những cái lá như sau: Three of Pentacles, ba xu, Eight of Swords, tám kiếm, Five of Wands, năm gậy ngược, Kỵ sĩ gậy. Hôm nay lá kỵ sĩ gậy ra hơi nhiều luôn á, tụ nào cũng ra lá này luôn á. King of Wands, nữ hoàng gậy ngược, và King of Wands, vua gậy. Các bạn vừa có nữ hoàng gậy vừa có vua gậy ha. Các lá bài tiên tri thì chúng ta có Anchor, Gold, Rider, Arrival và The Path Communal. Với cái tụ bài này á, mình cảm thấy khá là mắc cười. Ở đây không phải là mình cười mấy bạn chọn tụ bài này đâu nha, nhưng mà mình thấy mắc cười là tại vì các bạn đang đang trong cái tuần từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 ấy, các bạn sẽ rơi vào những tình trạng rất là đau đầu, rất là phân vân, rất là khó để đưa ra một quyết định. Mà cái người đẩy các bạn vào cái tình trạng này á chính là các bạn, cho nên nó mới mắc cười, là gọi là gậy ông đập lưng ông á. Là ở đây thì mình thấy rõ một cái kiểu là giống như các bạn là một kiểu người khá là dĩ hòa vi quý, hơi thảo mai một chút đó, hơi tức nghĩa là trong tất cả các mối quan hệ các bạn đều rất là
thảo mai, không phải là thảo mai theo kiểu mà xấu xa đâu, nhưng mà ý là kiểu là để đạt được cái mục đích của mình, để đạt được cái mục tiêu mà mình muốn, thì các bạn cũng khá là gọi là nể mặt người này nể mặt người kia, cả nể người này cả nể người kia, xong rồi ai nói thì các bạn cũng cũng vui vẻ. Nói chung các bạn không phải là một người mà thích gây gổ, các bạn không phải là một người thích thích đấu tranh hay tức nghĩa là không có thích mà ra mặt đấu tranh với ai, không thích gây gổ với ai, không thích dính vào những cái việc mà tranh chấp, cho nên các bạn sống rất là dĩ hòa vi quý, các bạn cố gắng hết sức mình để làm hài lòng tất cả các bên, thì đó nó cũng là một cái điểm tốt nha. Mình không nghĩ cái cách sống đó là xấu, mình nghĩ đó cũng là một điểm tốt. Nó khiến cho cái gọi là cái không khí xung quanh bạn, những người mà ở quanh bạn á, luôn họ họ luôn cảm thấy dễ chịu, cái không khí xung quanh của bạn luôn cảm thấy dễ chịu và có phần tích cực. Nhưng mà nó khổ một cái là vì bạn dĩ hòa vi quý, cho nên thì sẽ có nhiều người quý, đúng không? Thì sẽ có nhiều người quý, và nhưng mà không phải những người quý bạn thì họ cũng sẽ quý những người ở bên cạnh bạn. Giống như bạn ở trong một tập thể lớn đi, tập thể đó chia ra rất là nhiều nhóm, nhóm nào người ta cũng quý bạn hết đó, nhóm nào họ cũng cố kêu gọi bạn vào nhóm đó, và bạn thì đứng giữa, bạn phân vân, bạn không biết mình phải chọn nhóm nào, mình phải theo nhóm nào. Hoặc là nha, hoặc là nếu mà xét về chuyện tình cảm ấy, thì bạn là một người rất là dễ thương, rất là đáng yêu, thì có nhiều đối tượng cùng tán tỉnh bạn cùng lúc, và đối với đối tượng nào thì bạn cũng open cho người ta một cơ hội để tìm hiểu, và cuối cùng lại thì đối tượng nào bạn cũng thích, đối tượng nào cũng thích bạn, và đối tượng nào cũng ngang ngang nhau, tức nghĩa là họ không phải, nếu mà đặt họ lên bàn cân so sánh thì những đối tượng này cũng ngang bằng nhau. Cho nên đâm ra bạn khó lòng lựa chọn, bạn không lựa ra được cái đối tượng nào mà mình thật sự thích nhất, bạn không lựa ra được cái nhóm hội nhóm nào bạn thật sự thích nhất, bạn không lựa ra được cái cơ hội nào mà bạn thật sự thích nhất. Nói chung là bạn đang ở trong một quá trình cực kỳ là hoang mang, bởi vì tất cả những thứ xung quanh mình nó đều tốt và mình đều thích. Cho nên gọi là trong năng lượng của bạn từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 là bạn sẽ nằm trong một cái năng lượng gọi là đấu tranh nội tâm rất là căng thẳng. Bạn muốn là tôi không nghe, tôi không thể, tôi không biết những gì xung quanh, tôi chỉ muốn lắng nghe trái tim mình, lắng nghe cái đầu của mình, tôi chỉ muốn biết bản thân mình muốn gì mà thôi, là cái việc mà đấu tranh nội tâm của bạn sẽ diễn ra cực kỳ là căng thẳng và và gọi là gay gắt thì không phải, nhưng mà gọi là bạn bạn giống như là muốn đóng cửa với cả thế giới để chỉ để biết xem là bản thân tôi muốn gì, để đưa ra một cái sự lựa chọn. Và vì có vẻ giống như là cái thời hạn để lựa chọn nó cũng sắp hết rồi, cho nên bạn đang phải cố gắng gọi là suy nghĩ và tìm hiểu bản thân mình nhiều nhất có thể, sâu nhất có thể, để có thể đưa ra lựa chọn sớm nhất, vì mình cảm thấy giống như là cái deadline lựa chọn nó cũng sắp đến rồi đó. Ở trong ba cái lá bài tiên tri thì nó nói luôn là trong tuần này bạn phải đưa ra một lựa chọn, một quyết định cần được đưa ra ra ánh sáng, ra cho tất cả mọi người biết đó. Thì nghĩa là có vẻ giống như là nếu như mà bạn đang đi làm việc, thì trong tuần này bạn đang đi xin việc, thì trong tuần này bạn sẽ phải trả lời với các công ty mà đã gửi offer letter cho bạn, là bạn chọn công ty nào, thì bạn phải phân vân chọn chọn xem là mình nên làm việc ở công ty nào. Hoặc là nếu mà bạn đang làm ở trong một dự án thì tất cả các nhà thầu họ đều đưa ra những cái offer rất là tốt, họ đều đưa ra những cái ưu đãi, những cái chiết khấu, và họ cũng đều rất là nhiệt tình hỗ trợ, ID của họ cũng rất là hay chẳng hạn, và bạn phân vân, bạn không biết nên chọn bên agency nào hay bên nhà thầu nào. Rồi trong chuyện tình cảm thì cũng rất là nhiều người tốt đến với các bạn, bạn cũng phân vân luôn, bạn không biết là chọn người nào. Tất nhiên là cái trường hợp này của các bạn có thể dự đoán ở rất là nhiều câu chuyện nha, câu chuyện công việc, câu chuyện tình cảm, câu chuyện các mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ xã hội, hoặc là câu chuyện mà gọi là hội nhóm bè phái. Đại loại là bạn
trong từ ngày 24 đến 30 tháng 5 năm 2021 bạn sẽ phải cực kỳ phân vân, cực kỳ đắn đo và phải đấu tranh nội tâm rất là nhiều, phải nâng lên đặt xuống rất là nhiều để tìm hiểu bản thân mình, để biết được là mình muốn cái gì, mình thực sự muốn cái gì, thích cái gì. Đó, nếu mà nhìn theo hình ảnh của lá bài á, bạn sẽ thấy là cái hình ảnh như ở trên này nha, là bạn một người dĩ hòa vi quý, làm cho mọi người hài lòng ở đây, nhưng mà sâu trong nội tâm bạn thì bạn không biết mình nên chọn cái gì, đưa ra cái gì, và bạn đấu tranh nội tâm rất là lớn. Còn những cái lá bài ở đây thì cho thấy là một cái quyết định cần được đưa ra, nhưng mà bạn lại quay lưng, bạn không biết mình phải nên chọn cái gì, bạn thật sự không biết. Và bạn, cái mà bạn muốn chỉ là được tự do, được tự do lựa chọn, được tự do quyết định mà không bị tác động bởi kỳ một cái yếu tố, bất kỳ một yếu tố nào, và được tự hiểu bản thân mình là ai, giống như là được tìm thấy chính mình vậy đó. Giống như đây là một giấc mơ của bạn, và bạn ở trên một cái đồng cỏ xanh rờn, và bạn nhìn rộng ra thế giới và bạn khám phá được chính mình. Nó kiểu là như vậy. Nên là trong tuần này bạn sẽ phải đấu tranh nội tâm rất là lớn, sẽ phải suy nghĩ về tất cả các option xung quanh mình rất là nhiều. Thì chúc các bạn may mắn. Nếu mà các bạn thấy tụ bài này có năng lượng đúng và phù hợp với bản thân thì hãy like và comment dưới phần bình luận giúp mình nhé. Còn nếu các bạn muốn coi rõ hơn về trường hợp riêng của mình thì hãy liên hệ với mình qua kênh Instagram Linh Miu Tarot để có một trải bài cá nhân ha. Bạn nào lần đầu tiên xem video clip thì vui lòng cho mình một subscribe để các bạn có thể xem những video clip khác của mình và những video clip sau này. Rồi, chúc các bạn một tuần mới vui vẻ, hào hứng, và quan trọng là đưa ra được quyết định phù hợp với bản thân mình và mình mong muốn. Vậy ha, chúc các bạn luôn vui. Bye bye.